tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Sương sương là mình có nắm tay em? Dạ không, kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đúng anh. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. Em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. Năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ ba chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét nè. Nấu ăn thì cũng rất là tệ, đôi khi cũng có một chút là cũng hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết dạ. Làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Ừ. Dạ. Xin chào em, người con gái ăn thương. Em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn tan chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì, thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay quá. Rồi bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm. Điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hay còn con nít á, không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình á. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn có nít á, cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Nó tưởng gần dữ ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả bây giờ nhìn em chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy, con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha. Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi, bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ điểm mạnh của em. Em. Dạ tính của em thì rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là con gái. Cái đó anh còn làm được đừng nói chị em. Cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Nãy giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy làm sao? Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Dạ Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi.
Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Tình yêu sương sương là dạ. Sao? Sương sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa. Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa. Vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương đó anh. Rồi đó là sương sương. Còn mình cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng một năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm anh của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay đó. Chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận bà luôn á. Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu. Nhưng mà là như càng lớn tuổi nó cũng dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiến, em không thích đeo mắt kiến. Anh bảo đeo mắt kiến anh? Không, không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. À còn đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khựi khựi môi môi móc móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Nhưng mà em không thích, anh không thích vậy. Không thích đúng không? Dạ, không thích. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay dạ, không, dài. Có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70-80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Chào bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả, mang đậm truyền thống của Việt Nam mình, pha lẫn với lại cứ chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà tính cách thì có thể là biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe với mọi người. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ về ngoại hình là hả, dễ thương. Trời. Dễ thương xinh xinh đi. Dễ thương bao dễ thương luôn. Dạ chị ở bên này bao dễ thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay soi mói người khác. Nhiều chuyện bà tám đúng không? Đợi xíu. Tuyên. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ. Em được cái đó không có nhiều chuyện. Có gì là em đăng Facebook mà, có gì là em đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng, dễ thương, duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà tám với bà chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á, thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống thống nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Ừ. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị. Chỉ cần ký tên là trên đường đó. Ôi dạ. Ơi. Là tiện á, đợi dạ, đúng không? Dạ, đợi ký liền á. Dạ, đợi ký tên. Ê, thôi đó. Dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi. Tôi thấy có vali rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ. Dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? Nó nói chơi, nó tiếu vậy chơi. Mẹ thấy thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sẵn sẻo, đẹp trai. Mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau và có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. Mày đàn trai. Hôm nay dạ, em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ, cùng toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay.
Thì xin nói về Thắng một chút. Thì nói thật sự Thắng là con trai một trong gia đình, nên là cháu là rất là tính, rất là nhát gái. Như là này 28 mà cũng chưa có bạn gái. Sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì cô nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hèn và dễ thương. Thì là bố ok vậy. Bố ok rồi ha. Bây giờ thôi đằng đại diện đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình thì hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì anh nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu rồi tìm hiểu với nhau rồi có thể tiến tới hôn nhân. Hai ông bà vui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ, cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên em gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ, tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình đó, em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Trời ơi, thiệt dễ thương. Tôi chịu quá đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để anh vợ luôn. Thắng của đàn cổ trống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ mà. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có. Cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè hả anh? Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa. Uống trà sữa. Ngồi mình đi nha. Trà sữa mấy thứ không thì được. Ok em hôm nay cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn tiền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay, cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên tiền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao. Thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời anh yêu em. I love you, I love you. Đó, ok. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đắn đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, em xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên mà. Dễ sợ luôn á, thiệt. Cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Hai câu duyên dáng nè. Bấm đi chị, khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ, bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2-3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1-2-3. Yeah. Ôi trời. Rất là. Nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Giếng tay rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em là nói với em là
Anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất ơi, xin phép cho phần hôn. Anh Linh ơi, ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi, không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm, ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ, làm cái gì cũng đọc thơ trên. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Đó với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không lập cơm nước cũng. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Thì hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Mời bạn Nam. Đây đó. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bà. Là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. Rồi mời bạn Nam giới thiệu. Chào chị Quỳnh Linh, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn mình ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất và dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất á, là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì. Người già nào? Ai nói người già không làm gì được. Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em nói gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên, rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo, dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn Nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy thì sao? Bạn nữ chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn Nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty. Chỉ thích quen người ngoài ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều, không có tiếp xúc nhiều người, nhưng giờ vẫn còn lập thân. Chưa có mối tình nào? Không có, dạ hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Vậy là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. 1m7. Dạ 1m7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi dài 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ trời. Tính sao mà xa dữ vậy biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chị em. Ngoài thị trường có dài độn 2 tóc không?
Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặng nó hiện lên rồi hai sao? Hai lặng gặp trội em. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Nói là coi coi rồi. Có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ chờ vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không, đặng người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi. Bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Mà hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không. Thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Làm. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Chịu nữa quá. Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ kiểu gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi. Hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho ta nghe. Dạ. Không có đóng gì đâu. Khó lắm. Nhiều người giờ đem dạ. Riêng tư mình đem Facebook. Dạ em Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Dạ. Ủa sao em nói chuyện bắp 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 vậy? Mình bị cà lắm. Nói một câu dài xíu coi. Lúc hả? Em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Vậy hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây người ta nghe, người ta hấp dẫn người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà toàn lấy của đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó à. Khó quá, thằng gái rồi khó quá. Khỏi quá. Tao có gì tao giấu chung lại giờ tao nói có 5 ngày giả. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tao có hết trơn rồi đó, tao để ở nhà đó, ba mẹ tao chuẩn bị hết rồi đó. Còn bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn thân dạ. Thằng nào? Bạn thân dưới vậy, dạ. Ngồi dưới. Bên kia nó hai thằng đi học, bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm. Thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Yeah. Còn cô nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, đúng mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi, cảm, dạ, cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay thấy chưa. Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe là mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ.
À, hy vọng em sẽ dễ thương hơn. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. Sao ạ? À, anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nghiêm tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đó với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... Có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì bố mẹ cũng dễ tính. Lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Và là... Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á, thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được. Nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nha, ổn là thấy được rồi đó. Nào để tay bấm đi bạn trai. Động. Bây giờ trước khi bấm thì gì vậy? Kiếm gì vậy? Đâu đây vậy? Nút. Sửa ghế hả? Nút. Đây là nút đây nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy con mẹ ngồi đó. Mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con, chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Giờ kêu đi. Chưa. Chi rồi? Bấm rồi. Nè, bạn cái đó là sao chưa, vậy? Bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử coi. Em. Xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có dạ. Hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Đó không có đó sao. Xin trước, em... xin trước, giờ xin trước đi rồi nữa không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì bác. Có dịp. Dịp. Có dịp. Không hả? Thôi, đây. Đây là chiếc lá xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố gắng lên nha. Đưa bạn gái đi chơi đi. Rồi. Anh muốn một người vợ thế này nè. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Xin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào em. Chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình,
Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em? Về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở quận nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm hả? Dạ đúng rồi, mà thấy một tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước giờ thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Dạ, 2 lần tắm mới 1 tiếng á chị. Ra tóc, tai, quần áo mất bao lâu nữa? Dạ, mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em, ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút? May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở không riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thấy anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ.
Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. À, em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hiền quá. Tại vì anh tuổi con heo. À. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? À, em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên trên, tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. À, em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. À. Người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn em hãy áp lại luôn, hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hãy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau, dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đó. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi phải thả ra, phải bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn đi, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không, không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào nó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn.
đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì à, phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? À, em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Dạ, cái chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trả lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, cho anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ. Làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nữa hết. Chưa có mối tình nào hết. Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người, nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ, thì cũng mối tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo. Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo, một mình bạn có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không, em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh,
Một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông, bằng lòng đi em anh đón qua cầu. Mùa mưa cầu tre dấu khó đưa sâu, bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo. Về quê người dân chỉ có tâm lòng, có chia xuân ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt cao ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia. Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao, đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Giống như xã giao thì cũng được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em hút thuốc. Rồi tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ chú không mong gì hơn. Dạ. Để anh quan xem đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Ai, dạ chào cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ có thể sớm hơn cũng được, sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người về yêu với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được, nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi đâu mà dễ thương hiền lành quá vậy không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hai bạn ha. Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. Chào cô. Xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. Đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy nàng dâu tương lai gì được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em.
và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Mong em nhận đó. Dạ em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì, bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Con nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có đó, ví dụ như thế. Dạ không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em nụ ấy không? Dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Em là một tiếp phụ nữ của gia đình, em có thể nấu ăn ngon. Khuyết điểm của em là em hay giận. Cái gì không vừa ý em là em giận. Giận cái gì cũng giận.
gái mà chị. Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. À, đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Nhà gái đã sẵn sàng rồi cho nên mời nhà trai bước ra trước. Trời ơi, mời nhà trai. Mời nhà trai, mời nhà trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em có học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo thôi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì cụ thể là làm gì vậy? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. À. Dạ, kiểm toán là con số đến nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa ý em là em giận. giận, cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học Taekwondo, xong chuyển sang Thiếu Lâm. Xong chuyển sang Vịnh Xuân. Xong Tán Thủ. Rồi. Thất Sơn Thần Quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và Muay Thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, đó, bây giờ okay, làm liền. Nhà nữ, không. Bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt à. Cô gái kia cho nó ta thấy chị, luôn, hiểu không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Chứ tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, hiểu không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game, game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ không chịu. Học võ đánh ngoài không được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái đều giống nhau. À. Vâng. Có mấy mối tình đây? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. À, đơn phương thì em cũng có chắc khoảng 5-7 mối. Chắc khoảng 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao em yêu? Không, nói. Em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Không chịu. Rồi xui vậy trời. Chị người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời xui quá. Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình, mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi. Chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến đến luôn ấy. Có. Có hả? Đến A đến Z rồi. A đến Z rồi. Trời ơi. 1-2 tháng. Thấy chưa? Mới 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa mà mối, coi gì chứ ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không đúng không? Đâu, toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá nhỉ. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy thì mình cũng
chia tay luôn. Chia tay luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá, ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Phải đến gần chục lần đấy. Trời đất ơi trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình à? Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu tư. Mình yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. À, từ A tới dạ. Nhưng mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào dám quýnh em đâu. Sáu môn này. Không ai dám đụng tới em. Tám môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa, đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè. Dạ em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc này, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng trong nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng vâng đúng rồi. Đúng không? Vâng vâng đúng rồi. Thấy chưa? Biết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ít nói. Càng hay em không nói câu. Nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok. Còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được hả? Biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống. Nhưng mà tôi thích, tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? À, cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mẫm mỉm đúng không? Thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có dạng thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài đánh võ em còn ca hát nhảy múa gì được không? À, em có hát được Lam Trường ạ. Rồi hát cho bên kia nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và mình hát thôi, mình dò quá và... một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi thấy dò dữ lắm. Vâng, em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường ạ. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Anh lang thang trên phố quen ngày xưa. Xa em anh mới biết bao ngày qua. Ngày tháng trôi đi, lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow wow, wow wow, wow wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Hồi hôn xưa phai dấu, đêm quanh hiu. Miên man bao nỗi nhớ, đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết, anh chờ em. Từ phút giây mong chờ, mình có em. Biết ai vẫn còn yêu anh, hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em. Sao em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn mong chờ. Biết em vẫn còn yêu anh. Hay em đã vội quên. Biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi. Thương bao mãi luôn được bên em. Chào em tình yêu người yêu ơi. Anh luôn. Được rồi. Em ơi. Này là coi như em ruột Lam Cường á. Hát rất giống Lam Cường. Vâng. Mọi người gọi em Lam Cường. Rồi yeah. Để em nói vui rồi. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi. Bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sau đấy người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh ạ. À em họ đó. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm. Và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Đó, em xin hết ạ.
đi với ai? Dạ em đi với chị dâu của em ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phát, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em anh. Em anh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon, làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì do chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý. Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Anh thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền, nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào, bạn thể hiện. Chắc không em tặng hoa chưa? Chưa. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền trước. À, không, không sợ bạn sợ. Không có sợ, bạn ngồi coi em. À. Mình vô cái làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích Lý Long. Đúng rồi. Lý Long. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên hay đó. Dạ vâng. Rồi sau nói tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lui quân. Quay lên đây. Đây đây anh. Gấp gấp gấp, gấp quá. Thì nào quay lại là chơi liền nha. Hey, hey. Tưởng đâu quay qua đá nữa. Em ơi. Mà không? Không, không, không hả? Ừ, không thì được. Đi chương trình ngay. Dạ, em cảm ơn anh. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ, dạ. Ấn. Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không, không phải dễ. Rồi, được rồi. Rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Hình như hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Thôi, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói để đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. À, em tên Oanh à? Thế em... nhà em ở... ở đâu? Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. À, anh cũng ở quận 7 ấy. Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ? Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào? Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À, thế à? Dạ. Thế thì ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. Thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, truyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. Là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Dạ. Hay nha. Rớt tim, rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy. Em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ.
Em ấy là như thế nào, nói cho cô ấy biết. Cho anh xin lòng theo. Không phải bắt tay, nắm hai tay vậy nè. Đúng là gì đó. Ừ đó, như vậy đó, rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. The Great Wave Toshiba. Hãy cho nhau cơ hội. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh. Dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng cho hai em nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hãy nắm tay nhau trò chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi á. Với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo. Vậy là đi tìm thầy giáo. Dạ. Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chung là biết lo chồng, xinh xắn một chút. Có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa đúng rồi. Mời nhà gái ra trước. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên. Em là sinh viên học khoa cơ khí. Năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí em học bách khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đạt bách khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên bách khoa nhưng mà bách khoa Hà Nội. À, bách khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Đúng là sắc thái, vừa thái vừa sắc. Học bách khoa là sắc học cái gì? Em học ngành điện. Ngành điện? Điện dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi,
Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ á chị, cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mày chứ, mày đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không? Em vẫn nói. Dạ nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi mày không có giận đâu, nhưng mà vậy á ai hiểu hiểu. Ờ vẫn chưa hiểu lắm. Dạ chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ đó là khuyết điểm của em á chị. Dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ nó nhiều lắm. Em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Ý đơ là... hả? Dạ là mặt em nó cái gì nè. Đơ như cây cơ đó hả? Ý là... Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả, người ta tưởng nó chị chê người ta. À. Em cười á chị. Hay là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ, em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi đơ, mặt đơ thế nào. Thái sắc nè, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale. Cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ. Và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu. Chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát tiết. Nóng lắm là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Ờ cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét, từ để em chuẩn bị tinh thần. Em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó, cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đằng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Nói có đường tình duyên thế nào nói với Ngọc Lan nghe nào. Yên tâm quá. Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào, nói cho chị nghe coi. À, em thì có hai mối tình. À, một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. À, mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thôi, chưa phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Thì do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải. Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ. Đủ? Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình 1-2 năm sẽ... Dạ. Có định hướng rõ ràng luôn. Rồi hả? Okay. Bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị. Chặn đường đi học của em sợ của em tán cặp được mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em đó chị. Chặn nó làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ quá em tán cặp trên xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em hả? Người ta có tỏ tình với em mà chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam. Cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần hai tuần cái em làm mất. Cũng em không. Em làm mất. Xong cái tụi em vẫn không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó. Nó lại mất phải đền. Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm. Ha? Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Mặt cảm xúc mà. Đơ dễ đó, mình tập nó dễ lắm. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Của sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó mày học trường kế bên đi cho nó. Chưa hai đứa mình ra ăn cơm trưa. Cái em cũng vô mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không?
cái em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí sao không yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị, cơ khí nhưng mà cơ khí dệt may à. Dạ, có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có một câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi, nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi anh. À rồi, con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó quên rồi, hồi nãy tôi đi qua mà quên. Ký ức tôi quên rồi, không biết có cao to không. Có, ngon lành. Không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Ngon, còn gì nữa không? Gì nữa? Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải thải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. Đúng rồi, chứ ai biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Dạ. Nghiệt ngã ghê vậy đó. Thầy toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Thực ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà em thích ăn đồ ngọt lắm. Con gái mà thích ăn chè nè, ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa. Ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok, còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút, nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, đúng rồi. Bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á. Thôi, còn yêu cầu của em trai sao? Nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ, chỉ cần mình thôi. Còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi, nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. Biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân bách khoa, con gái bách khoa cá tính lắm, cá tính mạnh mẽ cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á. Hài hước vui vẻ lắm. Còn gái bên kia có nhiều cái cá tính vui lắm, lắm. Không có khô khan gì hết trơn trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao thái sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ. Cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ có, em cài đây có. Dạ. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Thôi còn thái sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi ký người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với... em chào em đồng nghiệp luôn ạ. À đồng nghiệp hả? Dạ, dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? À lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. À con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc.
thì hai anh em cũng chơi rất thân. Thì lúc mà vào công ty tới giờ, nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Hôm là bạn gái anh, hai anh chị có cho nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Em đi cũng chuẩn bị sẵn một cái món quà, thì chắc cái này là sở thích của em rồi, thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Thì em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Anh cảm ơn. Rồi, mình về ghế ngồi đi. Ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry, nãy giờ anh cũng hơi run một chút á, thành ra vẫn chưa biết được tên của em á, có nghĩa là không nhớ. Dạ, em tên là Mỹ Tiên á anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy là được. Thời tài tính. Ok. Có bài hát Cô Tiên năm 2000 đó. Dạ đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô thành ra không À dạ. Vậy mà ổng hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là dạ, do mới vào nên không rõ đường ở đấy trong này lắm. Dạ. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với, gọi chung là xinh đẹp. Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó, thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối hay còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Trời ơi, em học online luôn. Buổi sáng làm đi, làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi rồi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi ngại anh chịu. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi hơi giống như truyền thống một chút. Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu, là người vợ của mình, là sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích. Thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nửa công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế. Bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ. Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Nguyện đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh rung dữ vậy anh? À, rung lắm. Hơi rung một chút. Dạ, anh rung. Rung bập bập bập. Hơi rung. Dạ. Em hát bài đi. Hả? Em á? Em hát đi. Em hát bài đi. Hát. Điều em hát một câu thôi được không anh? Ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mới nửa câu. Hay đó. Quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình nút bấm đi. The Great Wave. Toshiba. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng bạn ấy rất là năng động đó nha, bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa, chủ động, chủ
động luôn á, có sự trải nghiệm nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người nam rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Đồ quá hai em, đồ quá em, bấm nhanh quá vậy, chờ nhanh vậy. Đâu em rất tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này, nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó. Hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em Tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc. Có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng. Nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho Tiên. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.